Chiều 6 tháng 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Hồ Văn Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ về tội nhận hối lộ. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cũng đã thực hiện khám xét nơi làm việc và nhà riêng của ông này. Vào khoảng 17 giờ cùng ngày, lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng và Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đã có mặt tại nhà riêng ông Khoa tại đường Bùi Xương Tự, quận Cẩm Lệ để thực hiện lệnh khám xét nhà. Ông Khoa bị bắt khi công an điều tra mở rộng ở vụ án đưa nhận hối lộ của công ty trúng thầu gói thầu nạo vét cống thoát nước trên địa bàn quận này.